Đàn bay hân hạnh đồng hành cùng Phong Cách và Cuộc Sống. Hoàng Đức Bình xin chào quý vị đang đến với chương trình Phong Cách và Cuộc Sống. Chương trình ngày hôm nay được phát sóng vào lúc 10 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh Trường Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 16 giờ 20 phút thứ ba tuần tiếp theo trên kênh Trường Vĩnh Long 2. Và bây giờ xin mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên. Hiện nay nhu cầu trang điểm và làm đẹp của mọi người ngày càng tăng. Theo đó, các lớp đào tạo trang điểm ngày càng được mở rộng. Có thể nói, Kim Tuyến Academy được xem là một địa chỉ đào tạo trang điểm chuyên nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Đối với nhiều người, makeup artist giống như những phù thủy trong thế giới làm đẹp. Họ có khả năng biến hóa con người chỉ với vài bước trang điểm đơn giản, giúp bạn trở nên xinh đẹp, quyến rũ và nổi bật hơn, mang tới một diện mạo lộng lẫy. Và khi đến với các lớp đào tạo trang điểm chuyên nghiệp của Kim Tuyến Academy, các bạn học viên ngoài việc được giảng dạy và thực hành theo bài bản, họ còn có thể thỏa sức sáng tạo với những mẫu trang điểm độc đáo để có thể định hình phong cách trang điểm cho riêng mình. Mỗi khóa tốt nghiệp Kim Tuyến thì trung bình là khoảng 35 học viên cho mỗi khóa tốt nghiệp. Thì một năm Kim Tuyến sẽ có 2 buổi lễ tốt nghiệp, thì trung bình là một năm Kim Tuyến đào tạo từ 70 cho đến 100 học viên. Sau mỗi khóa học thì các bạn sẽ được thi tốt nghiệp, nhưng mà phải có tiêu chí của thi, có nghĩa là không phải là bạn nào muốn thi được đăng ký thi. Cái thứ nhất là các bạn phải đi học chuyên cần. Cái khóa học của bạn sẽ kéo dài là 4 tháng rưỡi, nó sẽ có 3 lớp, mỗi lớp là 1 tháng rưỡi. Thì bạn sẽ hoàn tất qua 3 lớp đó và bạn sẽ đầy đủ ít nhất là 80% của những buổi đi học. Cái thứ hai là bạn sẽ trải qua ít nhất là 3 cái buổi bài kiểm tra. Khi các bạn đã đạt được tiêu chí đó là các bạn có thể thi tốt nghiệp được rồi. Nói về chất lượng thì thực sự ra chất lượng nó có nhiều góc độ chất lượng lắm. Thứ nhất là các bạn phải sáng tạo ra tác phẩm của mình. Về mỹ thuật thì nó phải hài hòa và nó sẽ phù hợp với những cái phong cách và thời trang theo cái xu hướng hiện đại, thì gọi là chất lượng của các bạn. Cái thứ ba là về chất lượng là khi mà tốt nghiệp xong là các bạn có thể thực hiện được tất cả những gì khó khăn nhất trong ngành nghề mà các bạn có thể làm được, chứ không phải lúc nào các bạn cũng đi theo một cái nguồn mà các bạn đã học. Đó là cái chất lượng mà Kim Tuyến mong muốn. Theo học bình đao theo học cái khóa chuyên nghiệp của Kim Tuyến là được hơn 7 tháng.
Thật sự thì khi mà đến với Kim Tiết Academy thì đó thật sự là một cái duyên. Sau khi mà mình tham gia các khóa học chuyên nghiệp của Kim Tiết Academy thì mình cảm nhận được rằng tất cả các thầy cô Kim Tiết cũng như là những trợ giảng của cô thì rất là có tâm với nghề, rất là tâm huyết với học sinh, dạy và trao hết những cái kinh nghiệm từ lý thuyết cho đến là kinh nghiệm thực tiễn cho tất cả học sinh, và với mong muốn là học sinh sau khi ra nghề có thể đứng vững được với nghề và làm được thăng hoa trong nghề nghiệp. Ngày hôm nay thì Tường có lời chúc cũng như là lời gửi lời cảm ơn đến tất cả quý thầy cô đã gắn bó cũng như là dạy dỗ nhiệt tình cho Tường cũng như tất cả các bạn học viên suốt 7 tháng qua trong khóa học, và cũng gửi lời chúc tất cả các bạn thí sinh của chương trình của cuộc thi hôm nay là thành công và thăng hoa với nghề nghiệp. Trời bốn mùa, xuân hạ thu đông, thời điểm nào cũng mang trong mình vẻ đẹp riêng hấp dẫn lòng người. Nhưng dường như mùa thu với sắc vàng đặc trưng của lá, của nắng, của hoa, cùng chút gió nhẹ nhẹ bên cái trong vắt của bầu trời, luôn có một sức hấp dẫn kỳ lạ, trở thành đề tài cho bao tác phẩm âm nhạc, hội họa và thơ ca. Cảnh thu nên thơ ấy cũng khơi nguồn cảm hứng cho các nhà thiết kế của Sifa Fashion cho ra đời bộ sưu tập mới nhất mang tên Nắng Thu. Với bộ sưu tập lần này, Sifa Fashion mang đến những mẫu đầm dạo phố kết hợp công sở nhiều phong dáng. Từ những chiếc đầm ôm quyến rũ đến các mẫu đầm suông thanh lịch và còn cả những thiết kế xòe nhẹ dành cho các cô gái trẻ yêu thích phong cách thơ ngây, đáng yêu. Đơn sắc nhưng không đơn điệu, các mẫu đầm không quá cầu kỳ với nhiều gam màu nhưng vẫn nổi bật bằng những điểm nhấn, các cúp phần cổ áo đang dây chéo độc đáo, hay giúp cho các bạn gái khéo léo khoe được bờ vai thon đẹp bằng kiểu đầm trễ vai. Dù không quá oi ả như những ngày hè rực nắng, thế nhưng tiết trời phương Nam vào độ tháng 10 vẫn còn mang đến cảm giác nóng bức. Vì thế, van cát, xốp cốc, thùng giấy hay carolan là những chất liệu được ưu ái sử dụng trong bộ sưu tập lần này, bởi khả năng thoáng khí, hút ẩm tốt, giúp người mặc cảm thấy mát mẻ, dễ chịu giữa bầu không khí hanh khô. Chất vải mềm rũ càng khiến cho phái đẹp thêm phần nhẹ nhàng, nữ tính. Vốn thịnh hành trong những thập niên 90 của thế kỷ trước, những trang phục với chi tiết bèo nhúng trở lại với đường đua thời trang năm 2019 khi đang được giới trẻ tích cực căng xê. Nắm bắt kịp thời các xu hướng thời trang trên thế giới, các nhà thiết kế của thời trang Sifa đã sử dụng những đường xếp vải uốn lượn nhẹ nhàng một cách linh hoạt trên phần tay loe và đuôi áo, mang đến nét uyển chuyển cho phong cách thời trang dạo phố của phái đẹp. Bên cạnh các sắc màu tươi sáng làm tăng phần trẻ trung sinh động cho các bạn gái trẻ, Sifa Fashion mang đến những lựa chọn khác là những chiếc đầm với tông màu pastel ngọt dịu như hồng phấn, tím, nâu nhạt, dành cho những ngày thu yên ả dịu nhẹ. Những chiếc đầm với phong dáng suông khi kết hợp với các màu sắc này đã làm cho các bạn gái vừa dịu dàng lại nữ tính. Đồng thời, họa tiết hoa thêu tinh xảo ở tay áo hay thân đầm càng tôn thêm nét thanh tú nhẹ nhàng cho những thiếu nữ phương Đông. Đơn giản mà tinh tế, đó là thông điệp mà các nhà thiết kế của Sifa Fashion mong muốn gửi gắm qua các thiết kế của mình. Trong bộ sưu tập mới nhất này, các mẫu đầm không quá cầu kỳ với nhiều họa tiết mà chỉ với những đường viền chấm phá trên nền vải trơn hay những đường cắt cúp tạo dáng áo con đã tạo nên nét riêng cho những thiết kế mang thương hiệu Sifa. Những chiếc đầm trang nhã này không chỉ phù hợp để dạo phố, mà chị em phụ nữ vẫn có thể tự tin để diện khi đến công sở làm việc.
Bộ sưu tập nắng thu mà quý vị và các bạn đang theo dõi đã được các nhà thiết kế của thời trang Sifa gửi gắm tình cảm của mình qua những mẫu thiết kế để sáng tạo những trang phục với chất liệu và màu sắc đa dạng cùng những đường nét thiết kế chuyên biệt. Qua đó mang đến cho chị em phụ nữ dáng vẻ xinh đẹp và tươi trẻ cùng nhiều lựa chọn hơn cho những dịp xuống phố cùng bạn bè. Vì vậy, bên cạnh những mẫu đầm đơn sắc, bộ sưu tập nắng thu của Sifa Fashion vẫn có những thiết kế hoa đa sắc màu. Những rừng tulip, cúc vàng cách điệu đang nở rộ trên những chiếc đầm như thể hiện sức sống của những cô gái trẻ trung năng động, nhưng cũng không kém phần thanh tú. Dường như sắc trời mùa thu mang mát buồn đã trở nên tươi vui, sống động hơn nhờ vào bức tranh mua hoa khoe sắc trong những thiết kế lần này. Giữa rất nhiều những thiết kế đầm hoa trên thị trường thời trang hiện nay, những mẫu đầm của Sifa Fashion vẫn là một sự lựa chọn hàng đầu của chị em phụ nữ nhờ vào sự tài tình của các nhà thiết kế trong việc lựa chọn những mẫu họa tiết độc đáo, rực rỡ trên nền vải tối màu, pha trộn với những mảng màu phá cách cùng một vài điểm nhấn riêng ở phần tay áo loe nhẹ hoặc cánh tiên duyên dáng. Với bộ sưu tập nắng thu, hy vọng các bạn gái có thể chọn cho mình những thiết kế phù hợp để diện trong những ngày thu êm dịu. Quý vị và các bạn có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết tại website www.sifafashion.com và ngắm nhìn thêm những mẫu trang phục khác của Sifa Fashion tại cửa hàng số 70 đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như nhiều cửa hàng khác nằm trong hệ thống Sifa Fashion trên toàn quốc. Quý vị thân mến, và ngay sau đây sẽ là cuộc trò chuyện mà Hoàng Đại Bơ đang rất mong chờ, đó chính là những chia sẻ đến từ một trong những chuyên gia mà chúng tôi rất mong muốn quý vị hãy cùng lắng nghe những chia sẻ về cuộc sống và cuộc đời sự nghiệp của anh ấy, đó chính là nhà thiết kế Minh Hùng. Xin chào quý vị đang quay trở lại với Phong Cách và Cuộc Sống, và bây giờ sẽ là chuyên mục Phong Cách Sao. Xin mời quý vị gặp gỡ với nhà thiết kế Minh Hùng. Xin chào anh Hùng, cảm ơn anh đã nhận lời mời đến với Phong Cách và Cuộc Sống. Là một chuyên gia về thời trang rất nhiều năm rồi, anh Hùng có nhớ là mình đã hoạt động trong nghề được bao nhiêu năm chưa? Cỡ trên 10 năm. Trên 10 năm rồi. Vì sao không phải là một cái phong cách thời trang khác mà anh lại chọn áo dài? Anh chọn áo dài là điểm nhấn của quốc phục Việt Nam. Thứ hai là anh dành tình yêu quê hương gửi vào áo dài nhiều hơn cho những sản phẩm khác. Đối với góc nhìn của anh về phong cách thời trang của Việt Nam nói chung, đặc biệt là phong cách thời trang về mùa cưới nói riêng á, anh có cảm nhận như thế nào ạ? Xu hướng gần đây thì áo cưới và áo dài cưới được các nhà thiết kế trẻ và những nhà thiết kế khác, đồng nghiệp của tôi thì pha trộn và phá cách rất là nhiều. Nó không còn một cái gì gọi là quốc hồn, quốc túy của Việt Nam nữa. Chẳng hạn như là áo dài thì họ không có phải là áo dài đơn thuần nữa, mà họ hay pha chế và cắt ghép rồi phá cách đi, nó mất đi cái nét đẹp truyền thống của áo dài Việt Nam. Vậy đối với anh có cảm thấy hài lòng với những cái phá cách, những cái tân thời đó hay không? Theo bản thân anh thì không hài lòng lắm. Dạ vâng, bởi vì anh thích những cái truyền thống, những nét đẹp thuần túy và thuần Việt đến từ tà áo dài hơn. Dạo gần đây mọi người cũng đang có một cái số vấn đề bàn cãi về tà áo dài Việt Nam chúng ta, đặc biệt khi tiến ra thị trường quốc tế, họ mặc áo dài của Việt Nam mặc sai quy cách. Ví dụ như là mặc áo dài mà lại không có nội y, hoặc là mặc áo dài với những đường tà, đường xẻ nó quá sâu thì nó khiến cho nó mất đi cái sự tinh khiết của tà áo dài. Theo anh, mình nên có góc nhìn nó cởi mở hơn, thông cảm hơn dành cho những nghệ sĩ đó, hay mình cần phải khắt khe và đòi hỏi họ phải tôn trọng hoàn toàn 100% phiên bản của tà áo dài Việt Nam? Nếu như mà mặc áo dài ra thị trường quốc tế để đi các sự kiện ở nước ngoài thì nên chọn cho mình và nên chọn nhà thiết kế nào mà nó riêng về áo dài gốc. Yeah. Và áo dài thuần Việt thì nó sẽ mang một cái quốc hồn Việt Nam hơn là những cái áo dài mà phá cách. Nó kín nhưng mà nó vẫn là duyên dáng thì nó mới là áo dài Việt Nam. Rõ ràng là với một người có tình cảm rất đặc biệt cho tà áo dài thì chắc chắn anh luôn mong muốn mang những cái đẹp nhất dành cho tà áo dài. Còn về người mẫu đi, theo anh thì ai là người mà mặc tà áo dài do chính anh thiết kế mà khiến anh cảm thấy ưng ý nhất? Nếu mà ưng ý nhất thì có lẽ là model Huyền Trân. Tại sao ạ? Cô ấy là một người mẫu hiểu được cái cảm nhận của anh gửi một cái bộ
sưu tập mới của anh. Ví dụ như anh truyền tải được cái cảm xúc của mình, rồi cô ấy sẽ nắm bắt được và thể hiện hết cái khả năng trên cái trang phục đó. Dạ vâng. Nhưng mà đối với anh, những cái đặc tính và những cái tính cách của người mẫu như thế nào khiến anh cảm thấy không hài lòng khi hợp tác? Nếu mà nói về không hợp tác thì với anh đẹp không thì chưa đủ. Dạ. Nếu mà anh chọn người mẫu mà diễn show của anh á, là người đó phải biết diễn, biết truyền tải cảm xúc của anh để gửi vô cái bộ đồ đó. Dạ. Thì anh mới chọn. Với anh đẹp không thì anh chưa nhận. Dạ, cái hồn và cái tinh thần cũng quan trọng lắm. Cái cách thể hiện của cái bạn người mẫu đó vào cái trang phục có hợp hay không? Dạ. Bạn bè của em là người mẫu cũng khá nhiều, nhưng mà thực sự bây giờ cái thế giới người mẫu rất là rộng lớn và cái sự cạnh tranh nó cũng đang rất là khốc liệt. Nên cuộc sống và cái công việc của các bạn ấy gặp khá nhiều căng thẳng và nhiều áp lực. Và để vượt qua những áp lực đó, nhiều bạn phải làm những công việc khác nữa. Thí dụ như là các bạn có thể làm việc công việc bán thời gian khác, hoặc là làm hoạt động những lĩnh vực khác. Nhưng dạo gần đây, khán giả hay là báo chí, truyền thông cũng đưa ra liên tục những cái mảng tối của giới người mẫu. Thì đối với anh, những cái mảng tiêu cực đó nó ảnh hưởng như thế nào với cuộc sống người mẫu? Và anh đã bao giờ trực tiếp thấy được những cảnh người mẫu phải thậm chí là đi bán thân của mình chưa? Vấn đề này cũng đang khá là nhạy cảm. Dạ đâu, chính xác. Anh cũng có nghe nhiều người nói, nhưng mà với anh thì anh chưa thấy người mẫu của anh làm việc qua là họ làm những công việc đó. Dạ. Đa phần thì những người, những bạn mẫu mới lên, mới trẻ, mới chụp 7 concept hình tự phong mình là người mẫu. Dạ. Sau đó làm những chuyện mà nó sai trái đi thì cái đó là Việt Nam mình phải cần phải có cái cách nhìn khác đi một chút. Những cái bạn mà anh gặp và những bạn mà anh làm việc á, họ rất là yêu nghề và cháy hết mình vì công việc của người mẫu. Như vậy là theo sự chia sẻ của anh, đã có một số nhân vật lợi dụng vào hai chữ người mẫu để hành nghề trái phép hoặc là làm những công việc nó trái với công việc nghệ thuật. Thì đó chỉ là một cái sự gắn mác và khiến cho một con sâu làm rầu nồi canh, ảnh hưởng đến tất cả những người mẫu chân chính khác. Đúng rồi. Anh mong muốn là giới trẻ và những người các bậc phụ huynh sẽ có một cái nhìn nó rộng mở hơn. Dạ. Cái đó là một cái nghề chân chính, kinh doanh nghệ thuật. Còn đối với một số định kiến khác như là chân dài, chân càng dài thì cái trí não nó sẽ tỷ lệ nghịch với độ dài của chân. Thì anh nghĩ như thế nào với những ý kiến và định kiến đó? Bởi vì có thể khán giả và mọi người không tiếp xúc nhiều với người mẫu, trong khi anh đây, anh Hùng là một người tiếp xúc rất nhiều bạn mẫu rồi. Thì anh cảm nhận như thế nào về kiến thức của các bạn? Có rất nhiều bạn mẫu chân dài. Dạ. Nhưng mà họ biết cách kiếm tiền rất là giỏi. Dạ. Họ vừa làm người mẫu. Dạ. Họ vừa làm kinh doanh. Dạ. Mà vừa mở công ty nữa, có nghĩa là một người làm bốn nghề. Trong khi đó người bình thường làm không được mà người ta làm được. Dạ. Cái đó là không phải là chân dài mà sự thông minh của người ta ngắn, không phải. Dạ. Tùy theo người. Như vậy thì trong thời gian tương lai thì anh sẽ gửi tặng cho tất cả khán giả những bộ sưu tập về áo dài như thế nào, hay anh muốn mở rộng về xu hướng thời trang của chính mình? Anh có dự định là sẽ mở đại lý ở nước ngoài. Dạ. Nhưng mà cái đó còn trong cái kế hoạch thôi. Dạ vâng. Chừng nào thành công rồi thì anh sẽ chia sẻ thêm. Nhưng mà em nghĩ chắc chắn là con đường thành công và tỷ lệ phần trăm thành công nó sẽ rất là cao. Bởi vì áo dài là một trong những tà áo truyền thống, một nét đẹp văn hóa không thể thiếu của người Việt và được thế giới công nhận rất là nhiều. Và ở đây điển hình, một trong những niềm tự hào của anh đó chính là những thiết kế của anh và mang đậm chất Việt nhưng mà cực kỳ phù hợp với những không khí trang trọng, những giây phút thiêng liêng mà những cặp đôi tìm đến nhau. Theo với góc nhìn của anh, vào tương lai thì áo dài Việt Nam mình sẽ có thay đổi như thế nào về màu sắc, về phong cách, về kiểu dáng, về kích thước hay như thế nào ạ? Đừng có biến cái áo dài thành những chiếc áo mà sau này thế hệ chừng 20 năm nữa người ta không nhìn ra đó là áo dài. Với những lời chia sẻ của nhà thiết kế Minh Hùng, chúng ta có thể hiểu được rằng đây là một thế giới đầy những áp lực. Chỉ có những người nghệ sĩ chân chính và đầy tài năng và đầy đạo đức thì mới có thể vượt qua được những áp lực này. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh Minh Hùng rất nhiều ạ. Và chúc cho anh thật nhiều sức khỏe và hái được nhiều thành công trong tương lai. Áo dài Đình Tuấn, một trong những thương hiệu áo dài thiết kế theo form dáng truyền thống, không phá cách nhưng vẫn tôn lên được vẻ đẹp hiện đại, tươi trẻ của người phụ nữ. Với sự tài ba từ đôi bàn tay của nhà thiết kế, họa sĩ Đình Tuấn, những bộ áo dài thô mộc đã trở nên thu hút đến lạ kỳ.
Bằng bút pháp ký họa, nhà thiết kế Đình Tuấn đã biến những miếng lụa trắng thành những bức tranh thiên nhiên ba miền vô cùng đặc sắc. Điểm đặc biệt là những thiết kế này đều được dùng từ chất liệu lụa tơ tằm thiên nhiên. Ngoài ra, đến với Tà Áo Việt 2019, Đình Tuấn còn chuẩn bị trình làng các bộ áo dài lưới đặc biệt. Để có được thành phẩm, những người thợ đã phải khéo léo, trao chuốt các đường kim, mũi chỉ để đính kết, thiêu dệt từng vật liệu lên vải. Có thể thấy, dưới bàn tay của đội ngũ thiết kế thương hiệu Đình Tuấn, các mảnh vải thô bỗng chốc trở nên sống động và thu hút vô cùng. Thank you.
cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đặc biệt ngày hôm nay cùng với Phong Cách và Cuộc Sống. Xin mời quý vị cùng tiếp tục đồng hành với chúng tôi vào lúc 10 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh Trường Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 16 giờ 20 phút thứ ba tuần tiếp theo trên kênh Trường Vĩnh Long 2. Và xin mời quý vị hãy theo dõi lại những số chương trình mà quý vị đã bỏ lỡ trên fanpage Phong Cách và Cuộc Sống. Bên cạnh đó, nếu như quý vị có những ý kiến muốn đóng góp cho chúng tôi, xin mời quý vị gửi về hộp thư media@giaminhmedia.com. Hoặc quý vị có thể gửi trực tiếp đến địa chỉ Công ty Quảng cáo Gia Minh, số 27 đường Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đà Nẵng Golden Bay hân hạnh đồng hành cùng Phong Cách và Cuộc Sống.